Em chào mọi người nhé. Em hôm nay thì em đi hái thuốc, hái cái thuốc giảm béo các bạn ạ. Nhưng mà thì em hái thuốc xong rồi, xuống đến đây thì em nhặt một loại rau thì để cũng tiện để giới thiệu cho các bạn biết là cái rau này nó tốt cho cái bệnh gì. Thì em nhặt rau thì em sẽ quay cho các bạn xem luôn. Đây ạ. Em đang ở dưới một cái khe. Bởi vì cây này thì nó hay mọc ở nó mọc tự nhiên, nó mọc ở khe suối hoặc là bìa rừng các bạn nhé. Cái đây gọi là cây rau dớn rừng, rau dớn dại đấy ạ. Hay còn gọi tên sách của Đông y thì gọi đây là rau trường thọ. Các bạn nghe thấy cái tên nó có hay không ạ? Vâng, cái ăn cái rau này vào thì nó kéo dài tuổi thọ. Đấy là có ở trong một số quyển sách thì họ nói thế. Tuy nhiên là cũng chưa ai trải nghiệm. Chưa ai trải nghiệm là ăn cái rau này nhiều cho nên là sống lâu. Nhưng thường thường thì những cái người ở miền núi, vùng càng sâu càng xa thì tuổi thọ của họ sẽ kéo dài hơn. Chắc là họ ăn sạch uống sạch, chứ còn do ăn cái rau này hay không thì cũng chưa ai khẳng định được, đúng không ạ? Nhưng hôm nay thì em tiện hái cái rau này thì em sẽ quay cho các bạn xem và giới thiệu cho các bạn biết một cái công dụng rất là tuyệt vời của cái rau trường thọ này. Là các bác nào mà bị cái ủng em bị thủng qua nước nó ướt rồi. Các bác nào mà bị khớp, tất cả các khớp ấy, mà khi mà các bác bước nó kêu lọc cọc ấy ạ. Nó kêu khi mà các bác cử động, các bác kêu lọc cọc, kiểu như là cái trong người mình có cái gen hoặc là nó bị lỏng ấy, cái ốc nó bị lỏng ấy, thì các bác dùng cái rau này để các bác ăn. Một tuần thì các bác có thể ăn cái loại rau này khoảng một tuần thì các bạn có thể ăn 3-4 lần. Các bạn cứ thế các bạn mang về làm xào rau các bạn ăn thôi. Cái rau này thì có rất là nhiều cách để làm. Mà nó để làm được món ngon thì nó có rất là nhiều điều cách để chế biến. Thứ nhất là các bạn có thể làm nộm nó. Các bạn trần nó qua này. Các bạn trần qua nó, các bạn rửa nhặt xong các bạn rửa sạch, các bạn trần nó qua. Sau đó thì các bạn rang lạc vào, cho một ít lạc vào, các bạn cho gia vị giấm đồ chua xuống thì nó sẽ là một món nộm rất là ngon. Nói chung là các bác nào mà khéo tay ấy, thì nó sẽ làm ngon hơn. Còn một cách thông dụng mà chúng ta thì thường hay dùng nhất đó là xào. Nhặt sạch đi và xào với trứng nha các bạn nhé. Hoặc là một cách nữa là các bác có thể nấu canh. Thì các bác dùng để ăn thì nó sẽ tốt cho cái khớp gối của các bác rất là nhiều. Đây này các bác. Ở đây ngoài còn có cây rau dớn thì nó còn có cây giảo cổ lam nữa. Tuy nhiên là cây giảo cổ lam này không nên thuốc các bạn nhé. Cây giảo cổ lam này thì chỉ để ăn thôi. Các bạn lấy ngọn về các bạn ăn thôi. Đây, giảo cổ lam đây. Nhưng mà các bạn ăn ngọn thôi chứ không. Cây giảo cổ lam ở đây là không nên thuốc đâu. Không giảm béo được và không chứa mỡ máu được đâu. Không chứa huyết áp được. Đấy. Thì các bạn là nên mùa này là mùa của nó rồi đấy. Mùa này là mùa của rau dớn rừng rồi. Thì các bạn có thể là ra chợ thì ở dưới miền xuôi của các bạn không biết có hay không. Nhưng mà ở trên vùng núi của em bây giờ thì người ta sẽ đi hái, tu hái về bán rất là nhiều. Cho nên là nếu mà các bạn mà bị khô khớp gối thì các bạn ăn cái này thì nó rất là tốt luôn. Chỉ cần các bạn ăn trong vòng 1-2 tuần thôi thì các bạn thấy khác luôn. Cái khớp gối của mình không bị kêu lộc cục nữa và nó sẽ bớt đau đi rất nhiều nhé các bạn nhé. Nó sẽ bớt đau đi rất nhiều. Vì là cái rau này nó có, em không biết là nắng lắm. Trời thì nắng lên rồi. Em không biết là em quay thế này thì các bạn có nhìn thấy không. Em vẫn một tay cầm điện thoại và một tay em hái rau. Em không biết là
Em không biết là các bạn có nhìn thấy em quay không, nhưng mà thì các bạn cứ nghe em nói là được rồi đúng không ạ? Cây rau dớn rừng thì nó cũng có rất là nhiều cây giống nhau, tuy nhiên là em cũng không 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 đi sâu, không chi tiết vào để phân biệt cây nào với cây nào cho các bác biết đâu, bởi vì là nếu mà các bạn không biết thì các bạn ra chợ các bạn mua. Nói thật với các bạn là bây giờ mùa này là mùa của nó, cho nên là người ta nhập về rất là nhiều, nhập về bán rất là nhiều. Người ta ở trên miền núi, người ta không ăn hết thì người ta sẽ bán xuống miền xuôi, các bạn không phải lo. Còn nếu mà các bạn không có nữa thì các bạn liên hệ với em, thì em sẽ gửi, đi nhặt về sẽ gửi cho các bạn, em sẽ bán lại cho các bạn. Cái này thì ở trên em thì nó rất là đơn giản, bởi vì là đi vào rừng thì chỗ nào nó cũng có, nó mọc rất là nhiều. Nhưng mà còn cái chữa khớp khớp gối kia là rất là hiệu quả nhé các bạn nhé, tại vì là các bạn bị khô khớp gối là khô chất nhờn, còn cái cây này thì nó rất là nhờn nhớt nhớt, nó sẽ bù chất nhờn cho các bạn, cho cái khớp gối của các bạn nó sẽ rất là tốt. Này, ở đây còn có con gì để em xem, con cá gì. Nhưng mà đeo ba tay mất rồi, không thò xuống được. Chân thì bị ướt, nước rất là sạch. Đây, lúa đây. Nước rất là khạch. Khe nước thì nó rất là sạch các bạn ạ. Này, đây có một cây dứa dại to thế. Ô, quả nào. Đây. Cây dứa dại này. Cây dứa rừng rất là to. Em cũng không biết nó có quả nào không. Đây, các bạn nhìn thấy đẹp không? Đấy, các bạn thấy đi rừng các bạn thấy thích không? Đây, kìa, hoa nó nở khắp nơi. Không thôi. Em thì bị kệ ướt hết kệ ủng rồi, đằng nào cũng ướt hết rồi, cho nên là cứ bước xuống đây. Đẹp không các bạn? Cây dứa dại rất là to, nhưng mà không biết có quả không? Không có quả đâu. Đây, nước ở trong rừng ra này các bạn. Nước rất là sạch nhé. Em sẽ men lên đây xem còn có cây nào không. Ôi, nước ở đoạn đây ra này. Ra đây rất là nhiều này. Ô, nước ở trong núi ra rất là nhiều. Đây này. Được một nắm rồi các bạn ạ. Nước chảy này, các bạn nhìn thấy chưa? Nước chảy từ trong khe núi ra này này các bạn. Ở trên này núi này. Đây này, nước chảy ra này. Đấy. Rất là tự nhiên luôn. Đấy. Các bạn nhé, các bác nhớ nhé. Các bác bác nào mà bị khô khớp gối thì nhớ là tìm cái cây này về ăn nhé. Nó sẽ bổ cho nó cái bệnh khô khớp gối của các bạn rất là nhiều đấy. Rất là tốt luôn các bạn nhé. Thôi em chào các bác. Em chào tất cả mọi người. Em đi xuống núi rồi. Em đi cả buổi sáng tới giờ rồi. Lần vườn cả sáng tới giờ rồi. Chào mọi người nhé.